Ngày 7 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa đã tổ chức lớp bồi dưỡng công tác nội vụ năm 2023. Tham gia lớp tập huấn có 141 học viên là trưởng đơn vị và viên chức phụ trách công tác nội vụ của 71 đơn vị sự nghiệp và trường học trực thuộc huyện. Các học viên được tiếp thu các nội dung, đó là hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng kỷ luật viên chức, hướng dẫn đánh giá, xếp loại viên chức, hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách cho viên chức. Các học viên sẽ được thảo luận, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực nội vụ. Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, kịp thời cập nhật những kiến thức mới giúp người đứng đầu và viên chức phụ trách các đơn vị sự nghiệp nắm vững các quy định về công tác nội vụ. Qua đó, đưa công tác nội vụ tại các cơ quan, đơn vị đi vào nền nếp và đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nâng cao vai trò của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.